Kính thưa quý vị, các bạn, trong cuộc sống đôi khi có những lúc chúng ta mệt mỏi, cô đơn hay thất vọng không lối thoát. Chính lúc đó, chúng ta hãy vững tâm tin tưởng vào Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn. Để nâng tâm tình đó hơn, kính mời cộng đoàn cùng đến với nhạc khúc Cho Con Vững Tin qua giọng hát của bạn Giuse Trần Văn Tiến đến từ giáo xứ Yên Mỹ, hiện đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Điện ảnh mang số báo danh 17. Trần cơn giông tố, con lo lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa, con kiên trì tin tha. Cũng như khi sâu đây con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con dâng không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Ở bên mình quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh giá, con sợ mà định tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bơ vơ. Thì lạy Chúa,
chỉ tin thắng kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.